Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà của em Phúc để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai nha quý vị. Nay toàn là mai to không nha quý vị ơi. À, chào em. Dạ, xin chào anh Tính, xin chào quý cô chú anh chị. Thì hôm nay em có một cây mai vàng tàn và bốn cây mai tứ quý, xin giao lưu cùng cô chú anh chị. Địa chỉ của em là ở Quế Sơn, Châu Thành, Bến Tre. Số điện thoại của em là 0907026916. Đó cũng là số Zalo và số Facebook của em. Dạ, bắt đầu mình vô cây số 1 để cô chú anh chị mình tham khảo ha. Rồi, mã số 1 mình vô mình chớp liền cái bộ đế liền nha quý vị. À, hết sức cái bộ đế luôn ha. Anh đi vòng luôn nha quý vị. Đi vòng vô thấy ghiền quá. Vô làm liền. Đế năng tức ha. Hết sức luôn. Cọng nào cũng nấy to to không à, rễ như cái củ mì đó. Phình to cũng tựa tựa như là cái củ sứ luôn. À, tay cành nhất cũng quá sát to đây quý vị. Nhất nhì có luôn ha. Rồi, vô quanh em nói luôn nha quý vị. Lát nữa quay cái tàn sau nha. Dạ, quanh thân tại vị trí này là 61. Rồi, 61. 61 quanh. Rồi. Đo cái gì nữa đây? Đo cái nồi đế hiện tại đang nổi trên mặt đất đây. 2 mét. Rồi tầm 2 mét nha quý vị. Đế bắp rất là lớn nha. Tóc thân này nó khoảng bao nhiêu đây em? Tóc thân 15. Rồi 15. Tay cành nhất cũng to quá ha. Rồi tay cành nhất 30 ha. 30 luôn rồi quý vị. Cành 2 cũng lớn. Rồi tay cành 2 cũng to luôn nè. Cành 2 nhiêu đây em? Tay cành 2 29 yếu. Rồi 29 yếu ha. Rồi tay cành 3 bên đây cũng bự luôn nè quý vị. Đó ha. À, nhất nhì 3 nè. Rồi mình kéo lên từng thân luôn nha quý vị. À, nhất nhì 3 4 5 6 7 8 9 10 giờ dài lên thân luôn. Rồi, để mình kéo là chọn cái hướng cho quý vị xem cho kỹ cái đường thân phía trong nha quý vị. Đó. Dạ, cây này cao khoảng 5 mét. Cao khoảng 5 mét quý vị ơi. Tàn ngang thì khoảng 6 mét hơn. Rồi, để mình kéo xa ra nha quý vị. Cho quý vị xem cái tàn em nói nha. Rồi vậy, quá xá luôn. Hết sức cái tàn luôn quý vị ơi. Cao 5 mét em. Dạ. Ngang 6 mét. Giờ mình không thấy hết luôn được đâu quý vị. Tại đây nó hơi bị cản cái cây mai ngay đây ha. Chứ cái tàn thì rộng thênh thang luôn đó quý vị. Đây nhìn ở ngoài đây là khủng lắm quý vị ơi. Hết sức cái tàn luôn á. Nó che vô trong nhà luôn à. Không có gì ha. Lúc ở trong nhà luôn á, ngửa bên đó quý vị. Đường kính bầu là 1m1 nha cô chú anh chị. Đường kính bầu 1m1 em. Dạ. À, thấy hết sức cái bầu luôn ha. Để mình quay kỹ lại cái đường thân của nó. Rồi, đường kính bầu 1m1 ha. Để mình xem vòng đế cho quý vị xem lại, mình đi cái đường thân cho quý vị xem kỹ quý vị. Rồi, né bên đây quay dễ đường thân hơn nữa quý vị ơi. Rồi, đường thân bên đây ha. Đây quý vị. Rồi, dốc dài dài ra luôn nha quý vị. Tay cành cũng đóng cũng khít đấy ha quý vị. Với cách nhau có khoảng chừng tấc mấy hai tấc là có tay cành rồi ha. Từ trên xuống luôn. Cái này giao lưu nhiêu em? Để cái này em giao lưu giá 160 triệu. Rồi 100 bao ship 200 km nha cô chú. Rồi mình cũng xin nhắc lại là 160 triệu là bao ship cho quý vị là 200 km. Mình mặt bông của nó mình thấy sao chưa em? Dạ, mặt bông thì chủ nhà nói là từ 6 đến 12 cánh. 6 12 cánh luôn. Dạ. Để cây này mai mình theo mình gọi là mai giảo đây hả? Mai giảo gốc khủng luôn. Bông thơm.
thơm nữa. À, to. To luôn. Hội đủ yếu tố trơn ha. Quá đã. Rồi, rồi quý vị ơi, cây này có giá trị hơi cao ha. Cây to. À, mình chỉ quay cũng hết, cũng chưa có hết được nổi cái chi tiết của cây ha. À, quý vị ơi, thì trong quá trình xem quý vị thích cây nào thì mình muốn giao lưu, mình xuống tận nơi mình xem cho nó kỹ hơn nha quý vị. Rồi mình qua cây tiếp theo nha quý vị. Rồi quý vị xem lại cái tàn em nó cái ha. Rồi, chuẩn bị qua cây số 2 nha quý vị. Tàn quá xá luôn. Số 2 cây nào Phúc ơi? Rồi. Số 2 là cây tứ quý. Rồi, cây tứ quý ha. Cây tam tài luôn. Rồi, chiều cao của em nó khoảng 1m8. Rồi, 1m8 chắc có hơn ha. Cây này tàn lỡ, tay cành theo ông quá xáo và sao luôn. Đây, cây tam tài đây ha. Cho hoành em nó luôn. Hoành thân 48. Rồi 48 hoành nha quý vị. Rồi đường kính bầu nó nhiêu đây em? Đường kính bầu là 90. Rồi đường kính bầu 90. Rồi đi nhẹ dòng đế nha quý vị. À, cái này cho luôn như em. Dạ, giá 11 triệu bao ship 200 km. Rồi 11 triệu bao ship cho vị 200 km. Dạ, tất rồi. Cả cây hôm nay em đều bao ship 200 km. Là tại nơi hôm nay là clip toàn là cây to không ha. Rồi cây số 3 là cái nào em? Dạ, là cây tứ quý. Ở phía trong. Đây, cũng là một coi tứ quý luôn ha. Cao khoảng 1m7. Rồi 1m7 ha. Một cốt ha, cũng giót nè. Tay cành cũng quá xá ha quý vị. Thất thân thì thấp luôn, khỏi đo thất thân ha. Rồi quanh em nói luôn. Quanh từ vị trí này là 47. Rồi 47. Rồi đường kính bầu nhiêu đây em? Đường kính bầu cũng 90. 90 luôn. Rồi cọng rễ nào nó hết sức cọng rễ luôn, to to không quý vị, để đặt hết trơn ha. Điều hơi nôm nhẹ. Hơi nôm nhẹ ha, vừa nôm vừa xe. Trái đặt hết trơn. Giá cây này giá 14 triệu. 14 triệu bao ship 200 km. À. Đây mã số 3 nha quý vị. Mã số 4 là một cây tứ quý tàn. Rồi mã số 4 kế bên luôn. Cây này cao khoảng 1m rưỡi nha cô chú. Tàn vậy? Ngang, 2m rưỡi. Tàn ngang cũng khoảng 2m rưỡi. Đây cái tàn đó quý vị cao lắm á. À, thấy nghe báo 1m rưỡi cái mình hết hồn quý vị. Đây, cao lắm nha quý vị. Đó. Tay cành đóng đều hết. Xương cũng đặt. Dàn tàn nó cũng rộng đây ha. Cắt tỉa cũng đẹp hả. Tóc thân nó như vậy em? Rồi tóc thân 31 nha quý vị. Rồi mình kéo lên cho quý vị ngắm lại cái tàn nó một cái nữa, mình vô cái hoành dưới đế nó nha quý vị. Đó, tàn cắt tỉa cũng đẹp đây ha. Rồi mặt bên đây quay nó thuận theo chiều chiều quay nên mình không thể qua bên kia được, quay lưa mặt bên kia cái mình bị dưới ánh nắng mặt trời nên quay không có quay mặt bên kia nha quý vị. Rồi mình vô hoành luôn nha quý vị. Hoành tại vị trí này là 40. Rồi 40 hoành. Rồi đường kính bầu nó nhiêu em? À, đường kính bầu là 60, 70. Rồi 70. Rồi để đây quý vị. Đó, mình qua mặt bên đây ha. À, rồi đi ngược lại bên kia luôn.
Rồi quý vị xem tay cành trong em nói nha quý vị. Tay cành quá xá quý vị ơi. Cái này giao luôn nhiêu đây em? Dạ cái này giá 7 triệu, cũng bao ship 200 km. 7 triệu bao ship 200 km. À, mã số 4 ha. Rồi mình qua cái mã số 5 nha quý vị. Mã số tiếp theo số 5 quý vị, cũng là tứ quý nha quý vị, tàn đẹp nè ha. Cây này cũng giống như cây số 4 này quý vị. Rồi cao tầm khoảng là 2,5 m phải không? Dạ, tàn ngang 2,5 m luôn. Đó, đúng một cặp luôn ha. Để em đi xa ra cho quý vị xem tổng thể tàn của nó cá nhân quý vị. Đó. Rồi cây số 4 số 5 thì chiều cao tương đương nhau, cao 2,5 m ngang 2,5 m luôn. Rồi rồi mẹ mình chắc rồi cho thoát thân em nói luôn em. Nhiêu em? Thân 25. 25. Rồi, sẵn nó hoành luôn nha quý vị. Hoành thân 41. Rồi, 41 cây kia nãy 40 phải không? Tính 40 luôn. 40 luôn cho nó chạy giống như cây kia đi. Đường kính bầu. Kính bầu 61. 61. Lộn mặt à. 68. 68 giờ kia nè, nãy là mình 70 á. Thôi tính 70 cho nó giống bên kia luôn đi em. Đi vòng đế cái kéo lên tay cành nha quý vị. Dắt đế nở. Có chân chịu đầy đủ. À quý vị. Rồi, cái mình kéo lên tay cành nha quý vị. Cái này giờ mình giao luôn nhiêu em? Dạ, giá 8 triệu. 8 triệu bao ship 200 ha. Rồi quý vị xem tay cành em nó nè. Cốt ha. Tay cành đóng đặt hết trơn ha. 8 triệu cái gì ơi. Đó, hôm nay thì mình quay chỉ có 5 cây thôi nha quý vị. Ở cây nào nó bự bự không ha. Thì cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi ha. Thì quý vị ơi, thì trong quá trình xem quý vị thích cây nào thì cứ mạnh dạn alo em Phúc nha quý vị. Rồi quý vị xem chưa bấm đăng ký, bấm đăng ký ủng hộ kênh giúp mình quý vị. À, quý vị nhớ bấm thêm cái chuông rung có chữ tất cả đó quý vị để kịp thời nhận được cái thông báo sớm để mình chọn mai sớm nha quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị clip sau.